nya. Kangen dia gua nya. Jangan. Mana nih? Mana? Bye-bye nih. Dengin ah. Mana? Bye-bye. Bye-bye-nya. Bye-bye. Bye-bye waktunya. Mikirnya, ya, kalau kita, kita sambil kan, ya.
Hello everyone. Hôm nay thì do thời gian gần đây bố chưa cho Bibi uống sữa, cho nên là có rất nhiều bạn khán giả cứ thắc mắc là tại sao không cho Bibi uống sữa. Nhưng mà do nguyên nhân sâu xa là do vừa rồi ấy, mọi người biết Bibi nằm viện mấy ngày ấy, Bibi điều trị vì cái bệnh đường ruột. Thì sau khi điều trị thì bác sĩ có dặn là chưa được cho Bibi uống sữa, tại vì sữa thì nó sẽ lên men rất là nhanh. Lên men thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tuyến đường ruột của Bibi. Đấy, nó sẽ bị viêm lại đường ruột, như thế rất là nguy hiểm cho Bibi. Cho nên là hôm nay thì tôi quyết định đi đến siêu âm xem thử là Bibi đã ổn chưa. Nếu mà Bibi đã ổn ấy, thì về hỏi ý kiến bác sĩ xem là có được uống sữa chưa. Nếu bác sĩ chỉ định là được Bibi được phép uống sữa rồi thì bố sẽ về cho Bibi uống sữa. Đấy, cho nên là nhiều người cứ hoài nghi là tại sao bố không cho. Không phải bố không phải là tiếc sữa hoặc là bố tiết kiệm đâu, nhưng vấn đề cái sức khỏe của Bibi là phải đặt lên hàng đầu. Bibi ăn trái cây thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn sữa rồi. Thế nên là hôm nay thì bố quyết định cùng với Bibi. Đấy, sáng sớm tỉnh dậy chưa ăn uống gì cả. Thế nên là lên quyết định hai bố con đi siêu âm. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, yêu quý, cũng như dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho Bibi. Cảm ơn những món quà của các bạn đã gửi tặng Bibi. Bố sẽ dùng những món quà đấy, bố sẽ làm những việc mua trái cây, mua quần áo, một số trang vật dụng cần thiết để cho Bibi cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn những tình cảm chân thành của bạn. Xin chào mọi người nhé. Sau đây mình sẽ đi tới bệnh viện nhé. Thì kết quả như thế nào thì bác sĩ sẽ nói và mình sẽ cập nhật luôn cho mọi người biết. Xin chào. Tăng cân 1 cân 8 mấy.
không bắt. Yêu sơ sơ. Về nhà anh thấy đi đi phân thế nào đấy? Ổn rồi, nhưng mà anh vẫn kia. Vâng. Anh vẫn kia chưa cho bạn ấy uống rửa, nó thèm lắm. Nhìn thấy sữa là cuồng lên, nên nay anh cho đi khám tổng thể để xem thử. Thì nếu mà kiêng thì anh sẽ phải làm một cái hạt. Một tuần cho anh nhỉ? Được một tuần đấy. Một tuần rồi đúng không? Ừ. Đó. 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 Cô siêu âm nhá. Em thấy cái bụng này nào nhá. Hả? Đấy rồi. Đấy rồi. Chào không? À, bên này bên kia không? Khác không? Đó. Đây. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ ai không? Có sợ không? Có sợ bên kia không? Em biết rồi, sợ. Tiêm. Tiêm, tiêm mà sợ. Ăn uống thì bình thường rồi. Vẫn ổn hết rồi. Vẫn ổn hết rồi. Nhưng mà về ngủ hơi nhiều. Em ngủ hơi nhiều. Ngủ đông anh ạ, chắc lạnh lạnh rồi. Ổn lắm. Cho mười lăm một tí thôi ạ. Nam một tí 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 một bữa nay cho ông sửa được chưa? Nếu mà ổn định rồi thì anh cho ông sửa lại. Ừ. Cho ông lại bình thường. Thèm quá thêm. Rồi. Thèm. Hôm qua còn lấy trộm sữa để uống nữa. Mở cửa tủ ra lấy uống. Không cho, ông cho xong chạy lên nhà giặt quần áo ấy ở dưới đó chạy vào lục tủ lấy sữa ra uống. Có tự chọc không ấy? Tự mình cho vào luôn rồi. Gọi nhéo làm sao được em ạ? Đây cô bỏ áo này không cả. Ừ. Nè. Rồi. Cái gì đâu?
ra đây nào, ra đây tự nhiên nào, đúng rồi thằng này ra nó muốn thả cái đấy vào bác sĩ nào, bộ hồ sơ của mình đây, đi đâu đi nào, đi sang đây nào. Cắt cái này mình ăn đấy. Ừ. Ờ, thì nó đơn đấy.
khoảng 30 gram đây. Một ba chín một ba. Ồ. Thanh toán đi. À, lấy hóa đơn này, lấy hóa đơn đi. Đây. Hóa đơn này đây, thanh toán nào. Cái này đây. Đây, hóa đơn của như đây cơ mà. Cái này đây, đó. Cái này đây. Đây, thanh toán. Nào. Thanh toán đơn nhá. Thanh toán nhá. Mì hả? À. À, thế à. Đó. Về nhá. Được chưa? Rồi. Mất cái phát đơn rồi mà. Ôi đừng lấy phát đơn làm gì. Lấy phát đơn làm gì. Cái tôi chặt cho nó tiền rồi. Cái của mình. Được chưa? Thôi chào bác sĩ về đấy. Được chưa nào? Bye bye đi. Được nghe nào? Ngoan nào? Bye bye. Bye bye nhá. Bye bye. Bye bye bác sĩ nào. À. Bye bye. À, bye bye bác sĩ nào. Đây. Đứng cái tay lên. Tay lên dưới đấy. Rồi. Đưa tay lên. Rồi. Bye đây. Để về nào. Không muốn về á, ở đây luôn nhá. Ở với bác sĩ nhá. Ở bác sĩ nhá. Ở đây luôn. Đó. Đó vậy. Mày này là được 1 cân 8 mấy rồi. Đấy. Về nào, vào đây. Vào đi, đây đây. Sửa này nhá. Nhá. Sửa ra. Đi cũng thoải mái luôn. Không phải lo đường ruột nữa. Mọi người nhá, hiện tại thì thấy như mọi người thấy đấy thì bác sĩ đã chỉ định là Bibi đường ruột là ổn hết rồi. Nên là có thể về cho Bibi uống sữa bình thường mọi người ạ. Chúng Bibi có thể là uống sữa bình thường như hàng ngày rồi. Như vậy cuộc sống của Bibi sẽ quay lại bình thường này mọi người nhá. Tuy nhiên thì bố sẽ cho Bibi uống sữa bình thường nhưng mà vẫn hạn chế hơn so với trước. Vì để giảm bớt đi cho Bibi tập trung ăn nhiều trái cây hơn. Đấy, xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.